Xin chào tất cả các bạn, mình là Bạch Thư. Rất vui được đồng hành cùng bản tin Văn Lang News số 15. Bản tin quen thuộc được phát sóng vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Các bạn ơi, bản tin ngày hôm nay được phát sóng vào một ngày vô cùng đẹp, ngày 10 tháng 10. Chắc hẳn là sáng giờ các bạn cũng bận rộn săn sale lắm đúng không nào? Vậy thì buổi tối bây giờ chúng mình hãy cùng thư giãn một chút cùng Văn Lang News review 10 tin tức nổi bật trong tuần vừa qua các bạn nhé. Bạch Thư cũng rất mong chờ muốn biết không khí tại Văn Lang khi thầy cô cũng vừa quay trở lại trường và bắt đầu một tuần làm việc mới. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá thôi nha. Sau thời gian dài làm việc từ xa, từ ngày 4 tháng 10, trường Đại học Văn Lang khởi động trạng thái bình thường mới. Các cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường được phân bố lịch làm việc hợp lý tại các cơ sở, đảm bảo yêu cầu tổ chức giảng dạy và quản lý đào tạo. Dù bắt đầu trở lại làm việc offline, nhưng nhà trường vẫn đảm bảo tuân thủ quy tắc 5K và các quy định an toàn sức khỏe để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động. Tiếp tục chuỗi hoạt động chào đón tân sinh viên đầu năm học, các khoa, ngành của trường Đại học Văn Lang đã tổ chức lễ nhập môn online cho khóa 27. Tân sinh viên sẽ được giới thiệu chi tiết về ngành nghề, làm quen với ban chủ nhiệm khoa, giao lưu với các thế hệ anh chị đi trước và gặp gỡ đại diện các đối tác của khoa để hiểu hơn về ngành học, các hoạt động đặc trưng của khoa và sẵn sàng hòa nhập với môi trường mới. Chúc các bạn sẽ có khoảng thời gian học tập và sinh hoạt ý nghĩa tại Văn Lang. Tiếp nối các mùa thi trước, năm 2021, sinh viên trường Đại học Văn Lang sôi nổi tham gia giải thưởng khoa học cao quý Eureka lần thứ 23 với số lượng bứt phá là 37 đề tài nghiên cứu khoa học vào vòng bán kết, góp mặt ở 12 lĩnh vực. Cuộc thi đang tổ chức bình chọn đề tài được yêu thích nhất đến ngày 15 tháng 10. Chúng mình có thể truy cập vào fanpage giải thưởng khoa học Eureka để ủng hộ cho các đề tài của đội nhà Văn Lang nha. Một tin vui mới cùng lĩnh vực nghiên cứu khoa học từ các bạn sinh viên Văn Lang nè. Hai đội thi sinh viên do tiến sĩ Vũ Thị Quyền, trưởng ngành công nghệ sinh học hướng dẫn đã hoàn thành hành trình cuộc thi sinh viên với môi trường do Trường Đại học Sư phạm TP.HCM năm đầu tiên tổ chức. Sau 3 vòng thi dài hơi, đề tài sản xuất túi sách và phân hữu cơ sinh học từ thân cây chuối sau thu hoạch đã giành giải 3 chung cuộc và đề tài vườn đứng trong khu đô thị đạt giải khuyến khích. Chúc mừng thành quả của các bạn sinh viên ngành môi trường, công nghệ sinh học, kiến trúc, ngôn ngữ Anh cùng chung đam mê nghiên cứu và mong muốn đóng góp bảo vệ môi trường. Thành quả này cũng có sự đóng góp ủng hộ từ đại gia đình Văn Lang qua vòng bình chọn video. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Một thành tích khác của sinh viên Văn Lang ở sân chơi ngoài trường, ngày 3 tháng 10, quán quân cuộc thi The Debate Online 2021 đã gọi tên bạn Diệp Phi Long, sinh viên khóa 24 ngành quản trị dịch vụ du lịch lữ hành trường Đại học Văn Lang. Đây là cuộc thi tranh tài 100% bằng giọng nói được tổ chức bởi app OnMic, một ứng dụng mạng xã hội trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh. Trước đó vào năm 2020, Phi Long đã từng lọt top 10 và đạt danh hiệu sao yêu thích tại cuộc thi The Guiding Star 3. Cuộc thi hướng dẫn viên tài năng được tổ chức dành cho tất cả học sinh sinh viên Việt Nam có niềm đam mê với nghề hướng dẫn viên du lịch. Chúng mình hãy cùng nhau gặp gỡ chàng trai tài năng khoa du lịch nha! Chào các bạn, khi mà Long tham gia bất kỳ một cuộc thi nào đó thì Long luôn đặt ra hai cái mục tiêu cho mình. Mục tiêu gần á là việc mình được giao lưu, được học hỏi, được kết bạn thêm nhiều bạn sinh viên giỏi có cùng chí hướng với mình. Và Long thường quan niệm rằng là Long sẽ học được từ cái hay của những bạn sinh viên đó và sẽ khắc phục được những cái dở của chính bản thân mình. Những cuộc thi như thế này, ngoài cái việc chúng ta có giải thưởng ra thì chúng ta còn có được cái sự nhìn nhận của các doanh nghiệp khác nhau. Và trong tương lai họ sẽ là người chọn bạn vào một vị trí phù hợp với công ty của họ. Cho nên là tại sao mình không tham gia khi mình có thể. Bản thân Long và các bạn khóa K24 sắp khép lại cái khoảng thời gian 4 năm đại học của mình rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Cho nên là những bạn nào, những em nào đang là khóa K25, K26, K27 ngày hôm nay, anh hy vọng rằng những cái lời nhắn nhủ của anh sẽ đến được với các bạn. Hãy cố gắng, nỗ lực tham gia nhiều cuộc thi, nhiều sân chơi khác nhau. Nó sẽ cho các bạn những trải nghiệm, những sự cọ sát và những bài học bổ ích mà các bạn sau này khi mà các bạn lớn lên, các bạn phát triển lên, các bạn nhìn lại, các bạn mới thấy rằng những cuộc thi đó nó có ý nghĩa và nó quý báu như thế nào. Thì bản thân Long 4 năm đại học tuy rằng là có bị gián đoạn bởi Covid, cho nên là năm 3 và năm 4 thì cái thời gian đến trường Đại học Văn Lang nó không được nhiều bằng 2 năm đầu. Nhưng chỉ 2 năm đầu thì Long cũng đủ cảm nhận môi trường của Văn Lang là một môi trường tạo đủ điều kiện cho sinh viên có thể năng động, sáng tạo với nhiều chương trình khác nhau, nhiều không gian khác nhau. Cho nên là các bạn hãy tận dụng cái điều đó để nó trở thành một cái lợi thế của sinh viên. Hãy cố gắng đưa bộ mặt của sinh viên Văn Lang ra bên ngoài đối với các doanh nghiệp và hãy chứng minh rằng
Sinh viên Văn Lang là những người có ý chí, đạo đức và sáng tạo. Nối dài thành tích của sinh viên Văn Lang tại các sân chơi học thuật, bốn cô gái nhóm 4Keys, sinh viên khóa 25 chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng khoa Thương mại trường Đại học Văn Lang đã vượt qua vòng tuyển trường và lọt vào top 50 vòng tứ kết Việt Nam Young Logistics Challenge, cuộc thi do Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Cục Xuất nhập khẩu. Chúc 4Keys thi đấu thành công, bản lĩnh bước vào vòng trong của cuộc thi chuyên ngành quy mô lớn nha! Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp điện phân do khoa công nghệ, câu lạc bộ của sinh viên môi trường Văn Lang phối hợp với các doanh nghiệp uy tín tổ chức. Hơn 100 hội thảo viên cùng thảo luận về những đặc tính ưu việt của phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ điện phân. Cùng với đó là những cơ hội thực tập việc làm cho sinh viên môi trường Văn Lang. Chuỗi hội thảo chuyên môn dành cho sinh viên và cựu sinh viên nhóm ngành môi trường sẽ được khoa công nghệ tổ chức thường xuyên, tăng cường kết nối sinh viên và doanh nghiệp. Tuần qua, cộng đồng Văn Lang đã có dịp được thưởng lãm triển lãm đồ án online môn trang trí cơ sở ngành khóa 26 do khoa mỹ thuật và thiết kế tổ chức trên nền tảng công nghệ thực tế ảo VR. Triển lãm giới thiệu hơn 100 tác phẩm ghi lại hình ảnh những góc phố thân quen bằng bố cục trang trí, đường nét cách điệu và màu sắc hài hòa, mang đến cảm giác mới mẻ cho người xem. Văn Lang News mời các bạn cùng tìm hiểu về triển lãm thú vị này nha. Vừa rồi, khoa mỹ thuật và thiết kế đã có một cái cuộc triển lãm dành cho các bạn sinh viên K26 đồ họa. Đây là một cuộc triển lãm ghi dấu lại quá trình mà các bạn học tập và phát triển bản thân. Đặc biệt, môn học này diễn ra khi thành phố Hồ Chí Minh đã gánh chịu một cái đợt dịch nặng nề nhất từ trước đến nay. Nhưng mà cuộc triển lãm đã cho chúng ta thấy rằng khi mà các bạn hoàn toàn học online, nhưng nếu như có một cái kế hoạch học tập và có thể là kiểm soát tốt cái thời gian làm việc của mình thì cái kết quả các bạn đạt được rất là lớn và không khác gì khi chúng ta học ở tại trường. Trong quá trình học tập và giảng dạy thì cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm đáng nhớ giữa cô và trò. Ví dụ như có một lần ở trong lớp, microphone của một bạn bị mở lên, trong đó có rất là nhiều những cái âm thanh ồn ào. Giảng viên có hỏi là lý do vì sao vậy thì bạn có trả lời đó là cô ơi, em đang ở trong khu cách ly và em đang thực hiện mà mình ở trong khu cách ly luôn. Bạn rất là cố gắng. Khi mà dịch diễn ra thì có rất là nhiều bạn về quê, nên cái việc mà thiếu dụng cụ học tập bảo phẩm thì diễn ra rất là thường xuyên ở trong rất là nhiều lớp, rất là khó khăn. Có một bạn chia sẻ là cô ơi, khi mà em nhận được quà phẩm shipper tới em còn em còn mừng hơn những cái đợt trước mà em được nhận quà sinh nhật nữa. Khi các bạn K26 nhận được tin là các bạn sẽ có một cái cuộc triển lãm online thì các bạn rất là vui mừng. Ngoài ra quý phụ huynh cũng quan tâm rất là nhiều, sẽ có rất là nhiều những lời khen ngợi và những lượt share ở trên mạng để thấy được cái kết quả học tập của con em mình. Sinh viên năm tốt là một danh hiệu thi đua uy tín, là mục tiêu phấn đấu học tập và rèn luyện của sinh viên mỗi năm. Năm 2021, Hội Sinh viên Trường Đại học Văn Lang phát động truyền thông cho phong trào sinh viên năm tốt với chủ đề Tôi, chinh phục tôi, với ý nghĩa khuyến khích mỗi bạn trẻ bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những thử thách và trở thành phiên bản hoàn thiện của chính mình. Năm tiêu chuẩn của danh hiệu sinh viên năm tốt được hình tượng hóa thành 5 loại huy chương tạo cảm hứng chinh phục: hoa nguyệt quế cho tiêu chuẩn học tập, hoa sen cho tiêu chuẩn đạo đức, hoa hướng dương cho tiêu chuẩn tình nguyện, hoa bồ công anh cho tiêu chuẩn hội nhập và hoa xương rồng cho tiêu chuẩn thể lực. Không chỉ là danh hiệu, những nỗ lực, đam mê và lối sống đẹp của các bạn sẽ được thầy cô, bạn bè, gia đình và bản thân công nhận. Cố lên nha, sinh viên Văn Lang! Tháng 10 khởi đầu với nhiều sân chơi hấp dẫn cho sinh viên Văn Lang. Quy mô lớn nhất là cuộc thi International Debate Championship 2021 do Viện Đào tạo Quốc tế phối hợp với Đại học Ash Hill, University Kuala Lumpur và UOW Malaysia KTU tổ chức. Cuộc thi đang trong thời gian đăng ký sôi động, mang lại cơ hội cho học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia tranh biện cùng bạn bè toàn cầu các vấn đề nóng của xã hội, học đường. Đội chiến thắng sẽ nhận được 2 suất học bổng chương trình hè và đông của Đại học UOW Malaysia KTU, cùng khóa Training Road to IELTS Last Minute Version của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Khoa xã hội và nhân văn cũng góp vui vũ điệu sôi động qua challenge nhảy cover bài hát Sohu Một Nhà. Thông qua âm nhạc và lyrics, truyền tải thông điệp tinh thần của sinh viên khoa xã hội và nhân văn, hy vọng sân chơi sẽ giúp cho K27 kết nối gần hơn với các anh chị khóa trên nha. Sinh viên khóa đầu tiên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc đã hòa nhập sân chơi riêng với cuộc thi nấu ăn Hangul Food Art, tạo hình trang trí món ăn bất kỳ bằng bảng chữ cái tiếng Hàn.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Hangul Day Festival kỷ niệm 575 năm ngày chữ viết Hangul được vua Sejong ban bố với toàn dân tộc Hàn. Rất mong chờ các bạn sinh viên vào bếp trổ tài thực đảm đang và sáng tạo nha. Chúng ta vừa cùng Văn Lang News điểm qua 10 tin tức nổi bật trong tuần vừa rồi. Chắc hẳn các bạn cũng có cùng cảm nhận như Bạch Thư, khi không khí tin tức tại trường ngày càng sôi nổi thì chúng ta lại càng mau nhanh chóng muốn quay trở lại trường học tập, đúng không nào? Vậy thì nhân ngày 10 tháng 10 với con số 10 vô cùng may mắn, chúng ta hãy cùng Văn Lang News hỏi nhanh đáp gọn một câu các bạn nha. Khi quay trở lại trường học, việc đầu tiên các bạn nhất định phải làm đó chính là gì? Chúng ta sẽ có 3 giây suy nghĩ nha. 3, 2, 1. Không ngờ mình đã học online được 4 tháng rồi đó mọi người. Thật sự là rất là nhớ trường luôn. Nhớ thầy cô nè, nhớ bạn bè, nhớ câu lạc bộ mình nữa. Nhớ mấy buổi chiều mà trời mưa không về được, thế là mình ngồi tới VinMart, mình ngắm mọi người đi qua đi lại, ngắm mấy cô lao công nữa. Thật sự cảm giác trồn mốt lắm rồi đi. Điều mình nhớ nhất vào online là bạn bè của mình nữa. Thì trước đó, hồi trước đó thì là sau khi mình tan học mình hết tiết thì mình có thể là đi ra mình mua đồ ăn, sau đó là mình ngồi lại mình nhận tiết tiếp theo, hoặc là mình chuẩn bị bài và cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Nhớ quá đi. Trong khoảng thời gian nghỉ dịch ở nhà, điều mà mình nhớ nhất về Văn Lang đó chính là khoảng thời gian mà mình học tập tại trường, là những cái ngày mà mình có tiết học mình đến trường thì hầu như là mình còn đi học trễ, phải leo cầu thang thay vì mình đợi thang máy. Hầu như là mình học toàn tầng cao không ạ, nên là mình phải đi cầu thang khoảng tầng 6, tầng 7, tầng 8, có khi tới tầng 10 luôn. Thì trong thời gian giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh vừa qua thì mình rất là nhớ các bạn bè thân yêu của mình. Mình nhớ những lúc mà tụi mình làm bài chạy bài deadline cùng nhau tại Hòa Thất nè. Tại vì trong thời gian qua tụi mình chỉ làm bài ở nhà thôi và cảm thấy nó rất là buồn và chán. Đó là điều mà mình yêu thích nhất ở trường đại học Văn Lang, không thể khác đó chính là các bạn và thầy cô của mình. Các bạn rất là thân thiện, rất là tốt bụng và có một sợi dây liên kết giữa bọn mình với nhau. Hơn 80 thành viên và tên tất cả các tỉnh thành cả nước, nhưng mà bọn mình xem nhau như là anh em một nhà. Em nhớ nhiều lắm á, em nhớ cô sở 2 nè, em nhớ cô sở 3, em nhớ những cô lao công uy tín, những cô bảo vệ cấp bộ, em nhớ bạn bè của mình. Chắc chắn là gặp nhóm bạn thân thời đại học của mình để nói 1001 câu chuyện trong mùa giãn cách. Và thực sự mình đã rất là nhớ mọi người. Mình sẽ đến ngay thư viện trường để có thể tìm được một số tài liệu về Trung Quốc. Mình có thể trau dồi thêm vốn từ cũng như là để mình tìm hiểu thêm về văn hóa lịch sử của đất nước mình đi theo học. Bởi vì trong cái thời kỳ giãn cách á, mình ở nhà thì rất là khó để tiếp cận các nguồn tài liệu chính thống. Điều mà mình muốn làm nhất sau khi quay lại ngay chính là ơn bạn bè một cái. Tại vì thực sự là mình không thể nào mà sống mà thiếu bạn bè được. Mình nhớ, nói chung là mình nhớ bạn bè lắm. Thứ hai là mình sẽ được gặp lại người yêu của mình, mình sẽ được đi, mình sẽ đợi khi mình tan học cùng nhau đi về. Đó là cái điều mà mình muốn làm nhất sau khi mình quay lại Văn Lang. Sau khi mình trở về trường á, chắc là mình sẽ cùng bạn bè đi cà phê. Bởi vì cái việc mà làm deadline ở nhà với làm deadline ở cà phê thì hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế là cà phê chỉ vui thôi. Nó cũng hoảng như vậy nhưng mà nó vui thôi. Mong Sài Gòn sẽ đỡ dịch, mọi thứ sẽ ổn, bọn mình sẽ được quay lại trường. Và điều đầu tiên mà quay lại trường mà chính là mình sẽ tết là chửi bạn mình. Lâu rồi mình chưa gặp tụi nó rồi, chưa được chửi tụi nó nữa. Và cùng tụi nó đi ăn xào hết tất cả các món ngon ở trường. Trời đó ăn thực sự ngon lắm luôn ấy. Mà để bọn mình quay lại trường cách nhanh nhất thì mọi người giữ sức khỏe đi trong thời gian dịch này nha, để tụi mình còn gặp nhau sau dịch nữa. Mình sẽ gặp ngay các bạn bè của mình, mình được đi ăn, đi uống, cùng nhau đi chơi, và mình sẽ tổ chức sinh nhật của mình, bởi vì là sinh nhật của mình là vào tháng 6, nhưng mà do tình hình dịch bệnh nên là sinh nhật mình cứ bị delay suốt cho đến thời điểm hiện tại. Đó là mình sẽ thực hiện một album gồm 7749 bức hình sống ảo tại trường, bởi vì trường quá đẹp và có quá nhiều góc sống ảo. Dẫu biết là mục đích chính là đi học là chính, nhưng sống ảo là mình.
Điều mà mình muốn làm nhất khi được quay trở lại trường á thì chắc chắn là được đến trường rồi. Rồi mình tham gia các hoạt động của trường này, các câu lạc bộ này. Tại vì mình cảm thấy rất là vui khi được tham gia các hoạt động này. Và trường mình á siêu nhiều các hoạt động lớn nhỏ luôn. Rồi các câu lạc bộ thì vô số, tha hồ mà chúng ta tham gia. Rồi chỉ cần nhắc tới thôi á là mình đã muốn được đến trường rồi. Điều đầu tiên sau khi mà em trở lại trường thì em muốn là em sẽ cùng với bạn bè của mình thưởng thức lại những cái món ăn ngon của các cơ sở. Em sẽ chia lịch với bạn mình là 2-6 thì tụi em sẽ ăn ở bên cơ sở 2, 3-7 tụi em sẽ ăn ở bên cơ sở 3. Thứ nhất là đồ ăn, thứ hai là buổi sống ảo. Thực sự mình đã rất là mong muốn đến trường để có thể ăn sạch cả ba cơ sở và đi vòng quanh trường để chụp những tấm hình siêu đẹp. Điều mình muốn thực hiện nhất khi quay trở lại được nhà Văn Lan đơn giản chỉ là ngồi nghe giáo viên giảng bài một cách chăm chú nhất, một cách nghiêm túc nhất có thể. Vì khoảng thời gian vừa rồi mình phải học online qua máy tính thì mình mới biết trân trọng được cái khoảng thời gian mà mình ngồi học trên lớp. Mình thấy đây là một cái điều mà mình đã nhận ra, mình đã trưởng thành được qua cái thời gian mà mình nghỉ dịch. Đó chính là biết trân trọng những cái thứ mà tưởng chừng như là đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng. Còn rất nhiều điều mà chúng ta muốn làm khi trở lại trường. Thật sự là nhớ Văn Lan lắm luôn rồi đó. Mọi người nhớ giữ sức khỏe và tinh thần lạc quan. Và hẹn ngày gặp lại tại trường thật sự nha. Hy vọng tin tức mỗi bản tin Văn Lan News hàng tuần sẽ giúp các bạn phần nào gần hơn với nhịp sống mạnh mẽ của cộng đồng Văn Lan. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tuần sau. See ya!